Hi chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Story Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ tập trung biệt đội. Mình là siêu nhân đỏ đội trưởng chiến xa, đây là siêu nhân cuồng phong đỏ đô, đây là siêu nhân cơ động và siêu nhân DK các bạn ha. Thì ngày hôm nay á, tụi mình á, đang dí theo một cái thằng tội phạm các bạn. Nó chạy qua bên đây nè, nhưng là do không biết nó độn thổ hay là nó làm bằng cách nào ấy mà bây giờ nó mất tiêu luôn, tụi mình không kiếm được luôn các bạn. Đó, đây là cái hang ổ tụi nó nè các bạn, thấy không? Có hai cái súng mà gọi là đang chéo nhau vào một cái ngôi sao. Thì đây nó là một cái logo của những cái tội phạm buôn ma túy và giết người các bạn ha. Đó, thì cái băng nhóm này của tụi nó mà tụi mình đã theo dõi rất là lâu rồi. Tụi mình muốn gọi là dẹp luôn cái băng nhóm này. Nhưng mà thật sự thì rất là khó các bạn. Tụi nó rất là đông và nó hoạt động đó, rất là bí mật. Đó, cho nên là làm tụi mình rất là khó khăn trong cái vấn đề mà để truy tìm ra được boss của tụi nó các bạn ha. Ok. Đây, bây giờ á là mình nghe nói đâu á là tụi nó đang giấu một cái lô hàng ma túy rất là lớn các bạn. Đó, thì hiện bây giờ đang nằm ở đây nè. Cho nên á là bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên đó và kiểm tra xem thử á, là có cái lô hàng ma túy ở bên đó thật hay không ha. Ok các bạn. Ở đây á, nông dân người ta rất là tiên tiến nha các bạn. Người ta sử dụng máy bay để người ta phun thuốc. Phun thuốc trừ sâu này, rồi phun thuốc chuột, thuốc gián, rồi thuốc tùm lum hết á. Ở đây toàn là trang trại chăn nuôi không à các bạn, heo rồi các kiểu không. Các bạn có thấy heo trong người ta năm bao giờ chưa? Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy nè. Đó, những con heo rất là, trời ơi, ăn dạ dữ vậy ba, mới đụng nhẹ xíu à, té nằm lăn quay rồi. Đó, mấy con heo rất là dễ thương các bạn ha. Cho nên đó, ở đây là rất là vắng người, toàn là nông dân không à. Vì vậy á, mấy cái thằng tội phạm á, nó rất là dễ dàng hoạt động ở đây mà không gặp phải bất kỳ một cái trở ngại hoặc khó khăn nào hết. Nó ăn hiếp luôn mấy ông nông dân người luôn các bạn ạ. Ở máy bay đồ các kiểu không, rất là tiên tiến. Các bạn thấy này rất là vắng không? Nó không có nhộn nhịp như trong thành phố các bạn ha. Tất nhiên rồi, ở đây nó giống như là một cái vùng quê, một cái vùng quê nghèo hẻo lánh các bạn. Đó, do là ở bên đây á, có những cái chỗ nó sẽ cho các bạn săn bắn và có những cái chỗ nó sẽ không cho các bạn săn bắn ha. Cho nên nó là hu dê, nó chạy qua đường nữa là gặp mấy thằng tội phạm nữa các bạn ơi. Ây da, đây bây giờ mình sẽ giúp mấy anh cảnh sát tiêu diệt mấy tụi tội phạm này các bạn. Trời đó anh em, mày đâu, mày lú ở đâu qua đây? Ây da, trời ơi là trời. Ê, những người đem siêu nhân của mình, nó đụng mình một phát mình bay xuống dưới đây luôn các bạn ạ. Vãi nồi. Đâu rồi mấy người anh em sinh nhân của mình đâu rồi? Ôi ôi mấy người anh em sinh nhân mình chết hết luôn. Mất dạy thiệt. Trời, mình giúp tụi nó mà tụi nó còn bắn mình nữa nè các bạn. Vãi cái nồi thật chứ. Vẫn còn lại một người anh em sinh nhân cuồng phong. Mất dạy, mất dạy nè, mất dạy, mất dạy, cái tội mất dạy nè. Tao hy sinh mấy mạng người để hả cứu đám cảnh sát tụi bay khỏi mấy thằng tội phạm này mà tụi nó quay lại bắn mình nữa, bắn bể bánh xe mình luôn. Mất dạy thật sự. Mày này thì bắn này. Ôi, sư dương cuồng phong có sao không vậy? Ôi, sư dương cuồng phong đi luôn rồi các bạn ạ. À, thật sự luôn á.
Ít vậy á, hồi nãy là mình không có dừng lại để cứu mấy này đâu. Là mấy thằng siêu nhân cuồng phong hả, nó bị xe làm sao chạy tới tông chúng chết luôn. À, siêu nhân DK này các bạn. Còn siêu nhân cơ động nữa. Thật tiếc thương cho những người anh em của mình. Nhưng mà không sao các bạn, mình vẫn cứ đi tiếp thôi. Ây da, mà trời ơi, con xe của mình giờ nó cà tàn thấy sợ luôn á. Hư hỏng đủ thứ tùm lum hết á. Bể bánh xe luôn, mình để bên chạy luôn các bạn ạ. Mình thử coi cảm giác mà chạy khi mà không có bánh xe như thế nào. Không có lốp xe chứ các bạn ha. Chứ cái bánh xe thì nó vẫn còn vành. Giờ vẫn ok được các bạn, trời ơi nó chạy xẹt cả lửa luôn kìa. Đổ bịch 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 ghê quá các bạn, đã quá. Éo éo éo, úi trời ơi. Ây da, hỏng luôn con xe của mình rồi. Trời ơi, một con xe đẹp đẽ bắt đầu bây giờ thành một con xe mà tật cà tàng luôn rồi. Không còn gì cà tàng hơn nữa. Vãi nồi thật. Hận mấy thằng tội phạm các bạn. Và hận luôn cái tụi cảnh sát. Giờ còn lại đúng một mình đi thôi à. Trời ơi, chạy chừng nào mới tới trời. À, gần tới rồi các bạn à. Cũng hên đấy. Cũng hên là mình còn được ba bánh. Chạy ghê vậy anh trai. Rồi mình tới cái chỗ mà hả mấy thằng tội phạm mà nó giấu ma túy rồi các bạn ha. Đây. Ồ cái chỗ này cái chỗ mà du lịch tàu ngầm mà ta. Đúng rồi, cái chỗ này cái chỗ để du lịch tàu ngầm này các bạn. Có chiếc tàu ngầm trong đây nè. Để mình chạy cho mình coi thử. Ui, có con gì trong đây vậy các bạn? What the. Ủa đang làm gì trống vậy? Ủa ghê quá vậy. Ủa đang đào 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 gì kìa các bạn ơi. Cái chỗ này á chính là cái chỗ mà hả, khi mà mình tra hỏi cái thằng kia á thì nó kêu á là nó giấu ma túy ở cái chỗ này nè, để cho hả khi mà buổi tối các bạn nó sẽ đưa những cái con thuyền lậu qua để nó tuồn cái ma túy xuống và nó chở đi các bạn ha. Đó là chính là ở chỗ này nè. Nhưng mà ngày hôm nay á là trời ơi cái con quái vật kìa các bạn, nó đang đào cái chỗ mà ma túy mấy thằng kia nó giấu luôn á. À mình biết tên cái con này là gì rồi. Cái con này á, là tên là Acid Wheel các bạn. Trong Pacific Rim ấy. Con này nó cực kỳ mạnh luôn. Nè các bạn nhìn cái miệng nó nè. Xoáng loáng luôn các bạn ơi. Nó có cả hai cái râu ở trên nữa nè. Và cái đuôi nữa. Trời ơi. Và đặc biệt á, là hai cái bàn tay của nó cực kỳ mạnh và cực kỳ bự luôn các bạn ơi. Hai cánh tay nó còn bự hơn luôn cái mình nữa này các bạn thấy không? Ở đằng sau á thì nó cũng có hai cái chân, nhưng mà hai cái chân này á là chỉ để cho đẹp thôi chứ nó không có sử dụng được. Khi mà đi á và đứng á thì nó sẽ sử dụng hai cái tay trước của nó nè. Chúng lẽ cái con Acid Wheel này nó nghiện ma túy hết trời. Nó muốn đào lên nó lấy ma túy của mấy thằng tội phạm nó chơi hả? Ui, cái vụ này á là không có được đâu nha. Ghê thật. Ui, con quái vật kia. Thôi các bạn ơi, mình bắn nó không có gọi là biết gì luôn kìa. Thôi bây giờ mình phải kêu gọi 500 anh em siêu nhân của mình ra thôi các bạn, để chơi nó. Chứ để nó tác ai tác quái gì hoài đâu được. Đây,
Để mình móc điện thoại ra mình alo. Alo. Xin kêu gọi 500 anh em siêu nhân tập hợp về cái chỗ mà tàu ngầm ở ngoài cái chỗ du lịch để chúng ta có thể tiêu diệt cái con Acid Wheel này cực kỳ nguy hiểm các bạn ơi. Một quạt của nó chắc là hả tụi mình đứt đôi người luôn quá. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây và mình đợi những người anh em siêu nhân của mình tới thôi các bạn ạ. À. Người quá, mình phải đứng núp vô cái cây này nè. Ủa, dạ dạ té luôn các bạn ơi. Ô. Một cú nhảy đi vào lòng đất. Ok, đứng đây là hợp luôn các bạn ơi. Đó, đứng trong đây nó không thấy đâu. Rồi, ok các bạn, chỉ cần một cú điện thoại của mình thôi á, 500 anh em siêu nhân đội trưởng tập hợp lại đây rồi nè các bạn ha. Ai. Ok. Đồng như kiến nha các bạn. Ê con báo, con báo. Ê nó vẫn tiếp tục đào kìa các bạn. Ok. Ngày hôm nay á, tụi mình sẽ quất nó các bạn ha. Mình nhìn cái con quái vật này là biết không phải hiền rồi. Đúng không? Cái mặt nó dữ tợn như vậy á, thì chắc chắn nó phải là một cái động vật tấn công, một cái động vật ăn thịt, một cái động vật mà gọi là mang rợ các bạn. Ôi, đi thôi anh em. Ủa, what the fuck? Trời ơi, nó tự ngoài biển bơi vô kìa các bạn. Ây da, hồi nãy mình thấy nó đang đứng ở đây mà. Sao tự nhiên á, bây giờ nó từ ở ngoài kia bơi vô. À. Trời ơi. Trời ơi, nó lấy cái tay đập tụi mình kìa các bạn ơi. Nó ăn thịt tụi mình kìa. Anh em mà bắn quá trời luôn rồi mà bắn không nổi. Trời ơi là trời. Anh em tôi đã hết rồi. Ôi nó lấy hai tay nó chạy kìa các bạn. Đúng ghê luôn á. Hồi đánh mình cái bờ ở đây luôn rồi. Các bạn thấy không, nó lấy hai tay nó chạy nè. Trời ơi nhìn hai chân á. Nhìn hai chân ở dưới thương các bạn ơi. Ây da. Má ơi. Nè đây là chân dung của mình nè các bạn, khi mà bị cái con Acid Wheel này nó tấn công này. Ôi, bị giật 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 luôn kìa. Nó nhìn hai cái gâu rất là ghê các bạn ha. Mình không hiểu hai cái gâu này nó tác dụng gì nữa. Nó có thể là hai cái gâu và cái đuôi này phát sáng để lấy năng lượng từ đâu đó và cho nó sức mạnh các bạn ha. Đây nè. Trời ơi. Đây mình phải hả? Nhờ những người anh em siêu đỏ đội trưởng của mình bên kia liên hệ giúp những người anh hùng siêu to khổng lồ bên phe mình đó qua đây để tiêu diệt cái con quái vật Acid Wheel này các bạn ơi, ghê quá. Vâng thưa các bạn, xui cho nó là cái khu vực mà đang tấn công những người anh em siêu dương đội đội trưởng là ở bên cái khu quân đội này các bạn ha. Và ở bên khu quân đội này thì Somoku siêu to khổng lồ nó vừa vào đây và trình báo với lại tổng tư lệnh trong khu quân đội này để có thể là có được một cái giấy để trú ngụ trong khu quân đội này các bạn ha. Đó, cho nên đó là ngày hôm nay sau khi biết cái sự việc này thì Somoku nó sẽ chạy qua bên đó và sẽ tiêu diệt cái con quái vật Acid Wheel kia các bạn ha. Đó. Với một cơ thể mà siêu to khổng lồ như thế này á thì Sohoku nó sẽ không thể nào chơi được những cái kiểu mà quả cầu Genki rồi Kameyoko các kiểu các bạn ạ. À, trời ơi. Mình vừa chạy qua nó quất mình tới tấp luôn rồi, cái con quái vật. Trời ơi Sohoku rớt xuống đây luôn rồi. Ở đâu rồi? Đây đây mày mày. Mày dám mất giải Sohoku hả mày? Mày. Ôi ơi, nó đang bơi kìa các bạn. Ái da, nó gạt chân mình. Mày nè. Vẫn còn ngất lì mà bướng.
Mày hả mày? Trời ơi, mình sẽ cho làm thành mực mực chiên giòn ngày hôm nay các bạn ơi. Mực mày hả mày? Mày hả mày? Trời ơi, mực con mực chiên giòn luôn các bạn, mực một nắng luôn rồi. Mực một nắng rồi các bạn ơi. Này thì acid wheel hả mày? Đó, mực một nắng rồi các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy giống con mực không? Mày hả mày? Mày dám lên đây để mày hả gọi là đầu hả ma túy hả mày? Ngày hôm nay gặp Sopoku là chết rồi. Ok các bạn, để mình đem về khu quân đội mình phơi nắng các bạn, để mình làm mực một nắng các bạn ha. Rồi ok các bạn ha, và ngày hôm nay thì video này của mình tới đây kết thúc nha, và Sopoku đã tiêu diệt được cái con A6 này các bạn. Và mình hy vọng các bạn sẽ có những thêm cái yêu cầu để cho mình làm theo ý kiến của các bạn ha. Và bây giờ thì video của mình tới đây kết thúc, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau trên channel của Storm Beginning. Hehe.